Mời cả nhà theo chân Vân đi ăn omakase nhé cả nhà. Nhà hàng tên là Hayuki, restaurant Singapore. Giờ Vân mời cả nhà theo chân Vân đi vào ăn nhé. Bước vào bên trong thì mình thấy không gian rất là sang trọng, có đầu bếp người Nhật nữa cả nhà. Khung cảnh thì lãng mạn, romantic. Đây là món khai vị của Vân và anh xã này cả nhà. Ở bên trong nó có là tôm đỏ, rồi là trứng cá tầm giác vàng. Nói chung là cũng còn nhiều thứ bên trong lắm á cái món này, nhưng mà Vân không biết là cái đó kêu là gì á cả nhà. Nhưng mà ngon lắm á cả nhà, tươi sống tuyệt vời. Cái buổi ăn này là ông xã bốc cho Vân là 2 set, một set là 280 đô là ông xã bốc cho Vân. Còn một set là 180 đô là anh xã bốc cho anh xã. Anh xã Vân được cái là những cái gì mà tốt đẹp hay là ngon nhất là dành cho Vân đó cả nhà. Chứ không phải là cái gì ngon cái giờ mình dành ăn trước đâu cả nhà, cho Vân ăn trước, sau đó thì anh mới ăn đó. Người nước ngoài á, người ta chiều chuộng hả phụ nữ á, người ta thương phụ nữ lắm á cả nhà. Mình vừa ăn vừa xem hả đầu bếp biểu diễn á, nó thú vị hết cả nhà. Vân á, omakase này là Vân ăn lần đầu tiên luôn đó cả nhà. Hôm bữa Vân nói với anh xã là thấy mọi người review omakase ở Việt Nam á, ngon lắm anh xã ơi. Mà không biết là bên Sim có không anh, bên Sim hả nó mắc tiền không, anh dẫn em đi ăn đi. Anh nói ok, để anh bốc bàn, anh dẫn Vân đi ăn bữa nay nè. Đây là súp nhưng mà nó có hả trứng hấp, mà nó có tôm tôm khô. Giống như là nó có con ruốc ở trên, nó thơm lắm á cả nhà. Ngon lắm, cái trứng hấp này ngon lắm. Cái nhà hàng này cũng là nổi tiếng ở Singapore đó cả nhà. Vân đi cái nhà hàng này là ở Takashimaya. Tới phần sashimi mình vắt chanh rồi á, thì mình bỏ cái wasabi tươi vô nước tương rồi thì mình thưởng thức thôi. Sashimi á, thì nó cũng ngon, cũng ngon giống như là mình ăn sushi bình thường thôi. Nhưng mà nó sẽ lựa cái thứ chất lượng hơn. Còn cái này là cá nè. Cá này người ta nướng, người ta làm sao mà nó mềm mà nó ngon, nó béo cực kỳ béo luôn cả nhà ơi. Lòng tiếng tới đây mà đổ mồ hôi lưỡi luôn á cả nhà. Nó béo mà mình bỏ vô miệng nó tan mà nó bùng nổ vị giác á cả nhà ơi, ngon lắm, tuyệt vời luôn á, 10 điểm không có nhưng luôn á cả nhà. Vân thì Vân tưởng omakase là nó sẽ cho mình một lần là ít một món mình ăn, nhưng mà không có cả nhà, no mà Vân ăn nửa đường là Vân no hả? Vân no hả? Nức bụng luôn rồi đó cả nhà ơi. Nhiều món lắm, set của Vân là 280 đô là tới 10 món nè cả nhà. Còn set của anh xã thì 8 món. Nè cái này là bắp người ta áo bột chiên giòn với là một miếng cá. Trời ơi, ngon lắm, không biết sao mà làm mà ngon vậy. Mình vắt một miếng chanh, người ta hướng dẫn cho mình ăn, vắt một miếng chanh cái mình chấm một miếng muối. Muối cũng lạ hơn người ta nữa, muối nó mỏng miếng vậy đó cả nhà, nhưng mà không có mặn nhiều. Trời ơi, ăn nó ngon, nó ngọt mà nó giòn, nó ngon, cái ngon cái vị mà nó thanh á. Tuyệt vời lắm luôn á cả nhà. Cá thì ở bên ngoài nó giòn ha, ở trong nó mềm, nó tươi. Nói chung là 10 điểm tuyệt vời luôn đó. Món này là Vân lần đầu tiên ăn luôn á. Ngon như vậy luôn á cả nhà. Cái omakase này á, thì Vân thấy người ta review nhiều rồi, cho nên là Vân mới kêu anh xã là Vân hỏi anh xã, rồi anh xã mới dẫn Vân đi ăn đó. Thường á, thì ai còn cái này nè, cái này ngon lắm nè cả nhà. Cái này là hả còi sò đẹp Nhật á, còi sò đẹp mà bự to đùng cỡ đó luôn á. Cái này chắc nửa còi thôi mà nó bự cỡ đó rồi á cả nhà. Ui nó ngon mà nó tươi, tuyệt vời luôn á. Nói chung là cuối tuần á, anh xã hay vẫn dẫn Vân đi ăn lắm. Đi ăn những cái món giống như hay đi lao, hot pot, những cái món mà đắt tiền á cả nhà, để cho Vân trải nghiệm á. Vì mình làm cái này là nhum biển nè cả nhà. Nhum biển. Trời ơi nó ngon, nó béo á. Người ta hướng dẫn cho Vân á là mình rắc một miếng muối lên nhum, rồi xong á mình bỏ vô miệng mình ăn. Rồi nó tan, giòn tan. Ở dưới là cái đế á, nó bánh á, nó giòn tan. Ở trên là nhum á cả nhà, nó ngon, nó béo. Nó béo ngậy luôn cả nhà ơi. Nãy Vân nói tới đâu rồi? Đúng rồi, cuối tuần á cả nhà là anh xã hay dẫn Vân đi ăn, trải nghiệm những cái món đắt tiền á. Vì mình làm quần quật cả năm á, mà đôi khi á mình không dám bỏ tiền ra mình ăn mấy món đắt tiền, mình đâu có trải nghiệm được đâu cả nhà. Còn cái này là cơm lương nè. Cơm lương á thì ăn cũng ngon, hai cái
tầng trên là hai cái phần lươn, còn tầng dưới là trứng, sau cùng là cơm, bên ngoài là rong biển. Đây là bò wagyu nè cả nhà ơi. Cái chỗ món này là đắt nhất trong menu á cả nhà. Bò wagyu nó mềm, nó tan ở trong miệng á cả nhà. Súp nè, ba miếng, nhưng mà ba miếng chất lượng lắm nha nhà. Cái thố súp này là ba miếng chất lượng lắm á, nó to đùng, nó bự lắm á. Mình ha, bỏ vô miệng mình ăn á, nó tan ở trong miệng, nó mềm á cả nhà, rất là mềm luôn. Bò wagyu là số 1 rồi cả nhà ơi, số 1 trong các loại bò á, là bò này là ăn ngon rồi. Trong menu thì món này là cũng là dạng như là đắt tiền nhất cả nhà. Nãy Vân nói tới đâu rồi? Đúng rồi, mình bỏ tiền ra để mình trải nghiệm những cái món ăn mà đắt tiền để mình lấy kinh nghiệm, mình thưởng thức. Vậy đó cả nhà, giống như là mình làm quần quật cả năm á, mình cũng bỏ ra tiền mình hưởng thụ để mình ăn uống, mình du lịch đồ cho mình biết người ta. Chứ nhiều khi làm rồi hả, sống nay chết mai cũng biết được đâu cả nhà ơi. Thưởng thức để biết. Biết chút này chút kia rồi với người ta. Anh xã hay dẫn Vân đi du lịch cho Vân trải nghiệm những cái thứ luxury. Ở thì ở khách sạn giống như 5 sao. Đây là cơm cá nè cả nhà. Lúc mà anh biết Vân biết anh xã của Vân á, Vân được cả trải nghiệm nhiều cái thứ lắm cả nhà. Giống như đi máy bay á, thì cũng ngồi phòng thương gia ăn uống rồi đó. Nói chung là mình cũng hơi quê nha cả nhà. Lúc mà quen với anh xã á, thì Vân mới trải nghiệm được những thứ đó đó. Cơm cá với súp miso này nó cũng ngon tuyệt vời luôn á nhà ơi. Thường anh xã, bây giờ tới dessert nè cả nhà. Dessert này cũng ngon lắm. Anh xã dẫn Vân đi ăn trải nghiệm những cái thứ mắc tiền của Vân cũng ít có đăng lắm á. Lâu lâu thi thoảng thì Vân mới đăng một lần thôi cả nhà ơi. Vì sợ đăng cái người ta đánh giá, người ta nói mình khoe khoang mà có gì đâu. Cái này giống như mình đi ăn uống bình thường đó. Cho nên là mình nhiều khi mình đăng để mình chia sẻ cho cả nhà biết như vậy đó cả nhà. Sau cùng là tới phần thanh toán nè cả nhà ơi, chuẩn bị đau ví. Hết trơn hai phần ăn này á, của Vân với anh xã là 551 đô. Là gồm 19% cái loại